Sao Việt bằng tuổi nhưng mà nó lạ lắm. Pháo Phương Mỹ Chi cùng sinh 2K3, đồng niên 88 nhưng Kiều Minh Tuấn nhận mình là ông chú U40 khi đứng cạnh Isaac. Được biết là ngoài đời, Isaac và Kiều Minh Tuấn bằng tuổi nhau. Ai biên tập khúc này vậy? Trong làng giải trí Việt, chuyện các ngôi sao bằng tuổi nhưng diện mạo cứ ngỡ hơn kém cả thế hệ vốn không phải điều xa lạ. Thế nhưng, mỗi lần được đặt lên bàn cân so sánh, tuổi thực của các nghệ sĩ này vẫn luôn là đề tài thú vị, khiến fan nhiệt tình bàn luận. Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi bất ngờ thay đổi hình tượng, cho ra mắt sản phẩm trẻ trung, sôi động hơn, khác hẳn với vẻ ngoài dịu dàng, đăm thắm của cô bé dân ca năm nào. Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 2003 còn kết hợp với rapper Pháo để giúp nhạc phẩm mới thêm phần bắt tai, sôi động, nhưng ít ai biết rằng Pháo và Phương Mỹ Chi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là đồng niên. Cả hai ngôi sao trẻ tài năng này đều sinh năm 2003. Nghe đến đây, rất nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, Pháo theo đuổi hình tượng gai góc, cá tính, nên có vẻ như ngoại hình của cô nàng cũng trưởng thành hơn so với tuổi thực. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi lại theo đuổi hình ảnh cô bé dân ca ngọt ngào, đằm thắm, thuần khiết. Nên lúc nào, trong mắt khán giả, Phương Mỹ Chi cũng là một em bé. Một trường hợp nghệ sĩ bằng tuổi khác cũng khiến fan bật người đó chính là Hồ Quang Hiếu và Trường Giang. Ít ai biết rằng hai nghệ sĩ này cùng sinh năm 1983. Tuy nhiên, Hồ Quang Hiếu được khen ngợi là nam thần showbiz, sở hữu vẻ và trẻ trung, phong độ, chống lại quy luật của tạo hóa. Trong khi đó, Trường Giang lại trưởng thành, chững chạc hơn, nên nhiều người vẫn gọi Hồ Quang Hiếu là anh trong khi xưng hô với ông xã Nhã Phương bằng chú. Tuy nhiên, nhiều fan bênh vực cho rằng có thể do Trường Giang đã lấy vợ nên xây dựng hình tượng người đàn ông của gia đình, chững chạc, trưởng thành. Còn Hồ Quang Hiếu trước giờ vẫn là soái ca độc thân, mãi gần đây mới công khai bạn gái. Những cách lý giải này sẽ không còn đúng nếu áp dụng cho trường hợp của Isaac và Kiều Minh Tuấn. Trong khi nam diễn viên Em Chưa 18 được nhận xét có ngoại hình khá già dặn thì trò cưng của Ngô Thanh Vân vẫn trẻ trung, lão hóa ngược. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ít ai có thể đoán được họ cùng sinh năm 1988. Vẻ điển trai, phong độ của Isaac dường như thăng hạng theo thời gian. Anh luôn được xếp vào danh sách những mỹ nam không tuổi của làng giải trí Việt. Thậm chí, dù đã gần ngưỡng 40 nhưng anh vẫn được đẩy thuyền với các mỹ nhân Gen Z. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn những năm trở lại đây đã tút tát vào ngoài nhiều hơn. Mỗi lần tái xuất với bộ hình mới, anh đều khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc thăng hạng, xứng đáng với danh hiệu ông hoàng phòng vé. Tuy nhiên, đôi lúc anh vẫn khiến khán giả ngã ngửa khi quay trở lại diện mạo ông chú với mái tóc dài, bộ râu xồm xoàm để phục vụ cho vai diễn mới. Cùng sinh năm 1994 nhưng Vinh Dâu được gọi là chú trong khi Sơn Tùng mãi mãi là chồng quốc dân. Từ trước đến nay, nam danh hài vốn theo đuổi hình tượng mộc mạc, giản dị, gần gũi, anh chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, hài hước và cá tính sáng tạo đặc biệt của bản thân. Trong khi đó, Sơn Tùng luôn là nam thần điển trai hàng đầu của làng giải trí Việt. Độ đẹp trai của giọng ca gốc Thái Bình ngày một thăng hạng theo thời gian. Chưa kể, Sơn Tùng còn cực kỳ chăm chút cho ngoại hình và có gu thời trang ấn tượng. Anh chưa bao giờ làm fan hết mê mệt vẻ ngoài phong độ, điển trai, cuốn hút của mình. Dù bằng tuổi nhưng diện mạo của các nghệ sĩ lại khác nhau một trời một vực, khiến khán giả không thể ngờ họ đồng trang lứa. Tuy nhiên, điều này có thể đến từ việc định hình phong cách của mỗi ngôi sao. Khán giả không nên đem ra đánh giá, hạ bệ hay body Samsung diện mạo của các nghệ sĩ.